Lời đầu tiên thì cho em Việt Cường xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý anh chị em. Em Việt Cường là đại diện bán hàng của Hyundai Ioniq có địa chỉ tại số 5 đường Trần Vị, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhà em chuyên kinh doanh về Hyundai đã qua sử dụng và kinh doanh thì nhà em đều mua về. Quý anh chị em nào mà có xe mà cần bán thì có thể liên hệ ngay với em Cường nhé. Ở mọi miền Tổ quốc nếu mà cứ có xe đẹp thì em Cường chắc chắn em Cường sẽ mua được ạ. Đó, thì hôm nay em Cường xin phép giới thiệu với quý anh chị em một chiếc Santa Fe bản phun xăng nhập khẩu từ Hàn Quốc, sản xuất năm 2014 nhá. Chiếc xe này với màu ngoại thất là màu trắng. Đây, với cái thiết kế của 2014 mà đã có những cái thiết kế rất là đẹp như này, những đường vân dập nổi cũng như là hình bên ngoài của chiếc xe này, ngoại thất của chiếc xe này trông rất là thể thao, khỏe khoắn và năng động rồi. Đấy, thời điểm 2014 thì chiếc xe này được chào bán là gần 1 tỷ rưỡi, mà hiện tại đến bây giờ về đến nhà em Việt Cường thì nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng 666 triệu có thương lượng quý anh chị em nhé. Chiếc xe này mang biển số gốc thành phố, hồ sơ giấy tờ cầm tay, cam kết cho anh chị em luôn, không phạt nguội, không đâm đụng, không ngập nước ảnh hưởng đến kết cấu khung cầm sắt xi của xe, xe không thủy kích, xe nguyên bản, cam kết bằng văn bản giấy tờ pháp lý đầy đủ cho quý anh chị em luôn đấy ạ. Đó, đây, lại gần đây này, có cụm đèn này. Đấy, đi vào sâu chi tiết về chiếc xe đi, không dài dòng miên man nữa. Cụm đèn này, có đèn bi xê nông này, cũng giải đèn này. Đấy, nói chung là thiết kế này của 2014 nó là gần như là bắt kịp xu hướng của thời đại và có thể là đi tiến xa hơn một xíu đấy ạ. Đây, logo Hyundai thì không thể nào khác được rồi, thương hiệu bao năm rồi. Đấy, mặt các lăng trước là mặt các lăng hình thác nước rồi. Đấy, một vòng quanh xe. Đây, có rửa đèn này. Đó, na răng thì na răng đa chấu rất là khỏe khoắn. 2014 đến giờ chắc chắn là nốp sẽ phải thay thế rồi, trong quá trình sử dụng thì phải thay thế rồi. Nhưng mà nốp này là em thấy còn dày lắm, nốp này phải đi được 8 vạn nữa cơ. Ở bên ngoài của chiếc xe này thì có xi nhan tích hợp trên gương này, có bậc đẩy chân lên xuống này. Đấy, ốp tay nắm cửa này, mặt chrome này, có nút bấm này, mở cửa thông minh này. Đấy, một vòng quanh xe rất đẹp luôn. Đằng sau đi, chiếc xe là chiếc xe hai cầu nhá, thì nó sẽ có 4WD ở đằng sau này. Đấy, đây hệ thống đèn này rất là thể thao luôn, sắc sảo luôn, bắt mắt luôn. Đây, Santa Fe đi là phê. Đó, có cam nùi này, có những cảm biến phía sau này. Đây, đó, vào bên trong này đi, điểm qua sâu trong này một tí đi. Có một bộ sải thảm 6D này, một bộ sải thảm 6D này. Đấy, cốp rất là rộng rãi. Nếu quý anh chị em nào mà không dùng đến hàng ghế thứ ba thì có thể là chúng ta gập xuống như này thì để được rất là nhiều đồ luôn, cực kỳ là nhiều đồ luôn. Đấy, từng con ốc chi tiết của xe luôn này, ở đằng sau này, rất là đẹp. Xe thì nguyên bản có như nào bọn em bán như thế, bọn em không có thể thay thế hay nào gì tháo rời xe này ấy được. Đây, những con ốc này, chọn lựa một chiếc xe đẹp thì bọn em rất là khát khao luôn. Đầu vào thì có khoảng độ đến chục anh em khi mà có thông báo là một con xe mà nó chuẩn bị về ấy, là anh em đi có khoảng 5-6 anh em đi hoặc là 4 anh em đi. Nhưng mà khi mà về đến nhà kiểm tra đầu ra đầu vào ấy, đầu ra thì nó sẽ là ra đến tay người anh chị em tiêu dùng rồi, còn đầu vào thì là đến bọn em phải chọn được những cái chiếc xe nào ưng ý nhất thì bọn em mới có thể bán ra được với khách hàng ấy ạ. Đó, đây, vào hàng ghế thứ hai này đi, rất là đẹp luôn. Với màu nội thất là một màu đen huyền bí, trông rất là khỏe khoắn của chiếc xe luôn. Xe về nhà em thì bọn em có sơn tỉa này, đánh bóng, dọn nội thất và dưỡng ghế, dưỡng da để có một cái chất liệu da này. Khi mà chúng ta mà có sử dụng ấy, mà nó có bẩn ấy, thì chúng ta cũng có thể là dễ lau chùi và xử lý được ấy ạ. Xe này, hàng ghế đằng sau này có ngồi nhá, hàng ghế đằng sau này xe gia đình mà. Xe gia đình, hàng ghế đằng sau này có nhăn nheo ấy. Nhưng mà em khẳng định luôn cái hàng ghế thứ ba này thì nói chung là rất là đẹp luôn. Hàng ghế thứ ba này. Đấy, anh chị em xem qua hàng ghế thứ ba này của em xem nào. Đấy, cái ni lông ở chỗ thắt dây an toàn còn chưa bóc. Đó, anh chị em biết đẹp như thế nào. Hàng ghế thứ ba này em không biết là có ngồi nhiều hay không, nhưng mà rất là đẹp luôn. Xe cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Nhưng mà theo em nghĩ là hàng ghế thứ ba này là ít ngồi, khá là ít ngồi luôn. Đó, hôm qua ở đây nó có cái băng dính này, băng dính ở cái bệ tì tay hàng ghế đằng sau này, thì bọn em bóc ra thì bọn em dưỡng vào rồi, bọn em dưỡng dưỡng da rồi. Đấy,
thảm trải sàn 6D rồi. Đây, có bậc ốp lên xuống này, thương hiệu Santa Fe này. Đó, rất là đẹp luôn. 2014 đến giờ, một chiếc xe máy xăng 2014 đâu đó loanh quanh chỉ hơn 8 vạn thôi. Đây, tí em bật cái máy lên cho anh chị em xem luôn. Đây, có nhớ ghế này, những chi tiết hay dùng này, không có một vết xước luôn. Đây, trời, rất là đẹp. Xe này mang biển gốc thành phố quý anh chị em nhá. Đây, những chi tiết lên xuống này, không có một vết xước nào luôn đấy ạ. Mang biển gốc thành phố, giấy tờ cầm tay, anh chị em sang tên đổi biển về Hà Nội thì không mất 20 triệu tiền biển nhá. Ghế thì là hai cái hàng ghế đằng trước thì có chỉnh điện rồi, 12 hướng luôn. Đấy, có chế độ cài cầu này, chống trơn trượt này. Nói chung là 2014 con này nó thật sự là nên khá là nhiều luôn. Nhà thiết kế nên cho nó khá là nhiều. Đấy. Vô lăng cầm này, vô lăng ba chấu này, cầm này, rất là đầm tay luôn. Đó. Có cruise control, đàm thoại rảnh tay. Đàm thoại rảnh tay cruise control, tăng giảm âm lượng, đèn auto, gạt mưa auto. Đấy. Hệ thống giải trí nguyên bản theo xe rồi. Có gương chống chói này. Có gương chống chói này. Đấy, hệ thống giải trí này. Có auto hold này, xây ghế sưởi ghế này. Nói chung một chiếc xe 2014 mà đã đầy đủ những cái option như này thôi thì chỉ trong khoảng độ 666 triệu thì quý anh chị em không nên bỏ qua nhá. Có thể tham khảo qua đến bên em. Đây, chiếc xe mới đi 8,8 vạn nguyên zin, có lịch sử bảo dưỡng hãng nhá. Nếu quý anh chị em nào mà đi check test thì có thể là xem qua lịch sử bảo dưỡng của xe luôn đấy ạ. Đấy, Santa Fe 2014 full xăng, máy xăng thì đi rất là bốc rồi, khẳng định là rất là bốc rồi. Đi thì tốc độ bốc êm ái, không ồn. Đấy, khoang máy đây, khoang máy thì bọn em có được qua đây. Đó, từng con ốc này, máy của nó về là bọn em có rửa qua rồi nên là mới được sạch sẽ sáng bóng như này. Anh chị em đến thì anh chị em có thể là xem được cho rõ hơn. Đấy, cam kết bằng văn bản cho quý anh chị em là không đâm đụng, không ngập nước ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis của xe, không bổ máy hạ máy, không thủy kích ạ. Đấy, số điện thoại của em là 0964770828. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua bán xe thì có thể liên hệ với em Cường nhé. Và lần cuối cùng cho em Cường xin phép kết thúc video tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.